Chục con không em? Nếm mày. Chết. Mẹ nó đâu có sao đâu. Bán chết này còn. Rồi ba con anh. Mẹ nhá. Mấy con nó chết hay nào? Chết. Con chết. Chết trắng không? Mới chết cái gì? Trắng rồi. Lấy cái bỏ vô cái ổ căng này qua đi. Ba mấy cái dầu nhỏ như mình qua thả mà mấy được mấy cái con đó qua thế ba cái dầu ba đấy đâu căng à còn hai ký ba hôm qua con lấy nó tính động mà hay vậy bọn hay vậy bởi vì cá quá mới hơi nhiều hơi 200 có 200 hả trời ơi trời đâu bao bà đâu bao bà phiếu mãi nó dữ à trời ơi bà Năm rửa mà mấy cái rãnh đi đó cái rãnh đó bọc qua vụ thả có cá không à dò không à qua bả là ông có cá này kia có 180 ngàn sao quêu gì có 180 hả ừ. Rồi sao mà thằng lấy nó nói ổng 200 mấy? 208 hà. Trời. Nè. Trời trời vậy mà Thái nói ổng 200 mấy. Tôi căng 108, tôi cá tôi thiếu rồi. Hôm như hiện qua nhờ thả mà tại về sớm á trời. Dắt hỏi ừ, về đến mưa đi, chắc tối đến đi nè. Đi qua ngày không à. Nhờ được mấy cái vồ đó. Qua. Trời ơi, ông Thái tôi bữa hôm qua ông xuống ông quậy. Trời ơi, ông quậy nữa. Ông ở dưới suốt dưới. Mấy ký. Hả? Mấy ký. Mấy mà cái lắp cơm á. Let's go.